Tháng 2 năm 2023, 44 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước do số ngày làm việc nhiều hơn và người lao động đã quay trở lại làm việc trong doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2023 tăng 3,6%. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7%, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng kỳ năm 2022 tăng 5,6% do thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường. Lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, đơn hàng và kim ngạch xuất khẩu giảm. Báo cáo cũng cho thấy một số ngành trọng điểm tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm sản xuất đồ uống tăng 32,4%, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 20%, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 6,5%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 6,1%. Xét về địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng ở 44 địa phương và giảm ở 19 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số công nghiệp đạt mức tăng cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao như Tuyên Quang tăng 26,3%, Hải Phòng tăng 14,4%, Hải Dương và Phú Thọ tăng 14,3%, Kon Tum tăng 13,4%, Bắc Giang tăng 11,9%, An Giang tăng 11,8%, Hậu Giang tăng 8,9%.